Kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi kênh youtube Bà Dân Việt liên quan đến vụ lừa đảo tiền chiếm đoạt tài sản. Nhiều cô gái ở Quảng Ninh đã bị lừa tiền tỷ chỉ vì kết bạn với người lạ qua mạng xã hội Facebook. Nhóm đối tượng lừa đảo này mạo danh là người nước ngoài để lừa tiền các cô gái thông qua thủ đoạn gửi tặng quà là tiền và nhiều vật phẩm giá trị. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin chi tiết. Ngày 22 tháng 6, Trung tá Nguyễn Trọng Hà, đội trưởng đội phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng, xâm phạm trật tự an toàn xã hội công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của bốn cô gái. Theo đó, một tài khoản tên là James Jerry kết bạn làm quen với chị TTN, trú tại thành phố Cẩm Phả qua Facebook. Đối tượng này cho biết mình sinh năm 1970, đang sống tại nước Anh và làm việc tại công ty dầu khí Victoria. Qua một tháng quen nhau, James Jerry nói muốn tặng chị N trang sức và 500.000 đô la. Sau đó một người tự xưng là nhân viên công ty chuyển hàng gọi điện thông báo về món hàng gửi qua đường hàng không từ nước Anh. Nếu muốn nhận thì chị N phải nộp nhiều khoản phí khác nhau. Do tin tưởng James Jerry, chị N đã ba lần chuyển tổng số 517 triệu đồng vào tài khoản khác nhau của các chi nhánh ngân hàng tại thành phố Hồ Chí Minh cho đối tượng trên. Sau khi nhận được tiền, bọn chúng tắt máy, khóa tài khoản Facebook. Cùng với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị TTQH, chú tại huyện Vân Đồn, số tiền 716 triệu đồng. Theo đơn trình báo, chị Hát quay một người có tên tài khoản là Johnson Alexandre Cjt qua Facebook. Sau đó Johnson nói gửi đồ quần áo, huy chương, vàng, đồng hồ về Việt Nam, nhờ chị Hương giữ hộ, vài ngày hàng sẽ về đến nơi. Đúng hẹn, sáng hôm đó có một người đàn ông giới thiệu tên là Đinh Lê Hoàng Khương, gọi điện nói hàng đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu chị Hát chuyển 17,5 triệu đồng để thanh toán tiền cước. Sau khi gửi tiền, vào trưa cùng ngày, Khương nói kiểm tra hàng phát hiện có 1,5 triệu đô la, nhưng không khai báo nên phải nộp phạt 88 triệu đồng. Vì tin tưởng người tên là Johnson nên chị Hương đã chuyển số tiền trên cho Khương qua số tài khoản của một chi nhánh ngân hàng tại Hà Nội. Liên tiếp những ngày sau đó, Khương viện ra nhiều lý do như hàng trốn thuế, đảm bảo vận chuyển an toàn, thanh toán tiền thuế và yêu cầu chị Hương tiếp tục chuyển tiền. Sau khi nhận được 3 lần với tổng số tiền 611 triệu đồng, Khương tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 600 triệu đồng để làm thủ tục thuế qua Hà Nội. Khi nghe chị Hát nói không còn tiền, đối tượng này lập tức dùng thủ đoạn khác nói sẽ làm thủ tục giảm 50% thuế và bảo chị sớm nộp tiền trên để hoàn thiện thủ tục. Sau nhiều lần chuyển tiền mà chưa nhận được hàng, chị Hát nghi ngờ mình bị lừa đảo nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngoài hai nạn nhân trên, còn có hai trường hợp là chị NTT trú tại thành phố Cẩm Phả và chị NTN thị xã Quảng Yên bị các đối tượng sử dụng mạng Facebook lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp với các ngành chức năng điều tra nhóm đối tượng lừa đảo này. Thưa quý vị, thông tin liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại.